Xin chào các bạn nha. Có bao giờ các bạn tự suy nghĩ rằng nếu như mà kết hợp giữa một cái chai nước Aquavina và một chai nước ngọt chai nước cam này với nhau thì nó sẽ ra cái sản phẩm gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái video này rất là hay nha. Mình sẽ kết hợp hai cái sản phẩm này lại thành một sản phẩm rất hữu ích nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ mở cái chai này ra. Các bạn xem. Nước này nước ngọt, uống rất là ngon nha. Đây, nước cam ép. Rồi, và chai nước suối này. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng mình sẽ đổ nước suối vào cái chai ly này để tạo một sản phẩm gì đó. Nhưng thực tế không phải nha. Mình sẽ đổ hết nước trong cái này đi. Và nước trong này mình sẽ đổ hết đi nha. Mình đã đổ hết nước trong chai rồi nha. Bây giờ các bạn sẽ cắt cái đáy chai này ngay cái đường viền này cho nó các bạn. Cái chai này mình sẽ nắp lại. Thì có một điều đặc biệt đó là phần đáy chai này này, nó vừa lọt kín với cái chai nước suối này luôn các bạn. Nó vừa lọt kín luôn, thấy không? Thì dựa trên đặc điểm này, mình chế thành công một cái quạt như vậy thôi. Quạt rất hay để quạt bếp lửa, thổi lửa, thay vì mình phải dùng quạt hoặc dùng miệng thổi hoặc là dùng máy quạt điện để quạt. Ok, mình sẽ test bạn xem nha. Thông thường ví dụ như bếp củi thế này, mình phải dùng miệng để thổi. Thì rất là cực ha. Thay vào đó, mình sẽ dùng cái này các bạn. Mình chỉ cần đẩy thế này thôi. Này, đẩy nhẹ thôi là nó sẽ tự động quạt gió lên nha. Các bạn thấy không? Lửa cháy này, thấy không? Mấy cái thôi, lửa cháy liền, thấy chưa? Rất tuyệt vời, rất là mạnh nha. Đấy, đơn giản không? Quạt bằng hai ngón tay này. Đấy, lửa cực kỳ mạnh nha. Tuyệt vời không các bạn? Này, lực gió rất là mạnh, thấy không? Các bạn có thể nghe được tiếng phực lửa. Đấy, rất mạnh, thấy không? Các bạn thấy tuyệt vời không? Cái này khi nào mình xài xong á, mình có thể đẩy lên đây. Đẩy lên xíu, thì mình sẽ treo. Và cất nó rất gọn gàng, nó không có rớt nha các bạn. Bởi vì nó dính vào đây rất là chặt này. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời không? Cái lý do mà nó tạo được cái luồng gió mạnh như vậy các bạn là bởi vì cái phần này nó to. Thì mình đẩy vào á, hơi nó sẽ nén nhỏ ở đây. Và tốc độ nó sẽ được gia tốc ở đây rất là nhanh. Và khi mà nó phụt gió ra các bạn, nó sẽ cuộn theo các luồng gió xung quanh. Nó thổi đi, làm cho luồng gió đi rất là mạnh ha, rất hiệu quả luôn. Đấy, quạt ở xa như vậy, lửa lên rất là nhanh. Rồi, hy vọng clip này sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Mong các bạn chia sẻ để mọi người cùng biết nha các bạn. Chào các bạn.